chồng được. Trời ơi, cô mới nói vậy hoài. Cô mới nói vậy hoài, đem ra cái mắc nợ cô á cô. Mình không duyên nợ thì đừng chờ Nhung ơi. Thì anh đứng đó lại làm như mọi khi. Ra đây hát nè. Để anh nhớ lại xong lúc đó mình ngại người ta, mình mới hát lên là được. À, tôi phải diễn đi trang lại gì cho cô nhất cái lúc mà tôi chuẩn bị đi học vậy á. Đó Nhung, ngày mai á tôi đi học rồi, ở nhà vui vẻ nha. Đi tới ơi, mai anh lên xuống thành đô, nhà xe sạch ra. Xin đừng quan bến đò ngang con sông nhỏ chốn quê xưa em già. Dùng cái loại này à? Lâu em dành dụng. Không sửa xe là không chịu trách nhiệm nha. Chứ là phải đảm bảo sức khỏe. Không mở cái này đâu ấy. Còn khi mà đang chiếu chỉ được người xuống thì anh chị nhắc. Đến hát mà hát không được. Hát đi em. Thì cô đâu có đưa tiền thiệt đâu. Đưa tiền thiệt mới hát được. Cái nhạc của tôi vậy á, đưa tiền tôi mới hát không thôi à. Anh tối ngày chọc em hoài. Thôi thấy cô khỏe vậy á, tôi cũng mừng. Trời ơi, anh làm gì vậy? Để nãy giờ tôi kiếm anh quá trời. Nói thật 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 thật. Đây là cô Sáu Nhung, bạn của anh ngày xưa ở quê. Trời ơi, mẹ ơi, chị đẹp quá, chị xây lại vòng em coi coi. Trời ơi, sao chị đẹp quá trời, quá đất như chị. Bỏ đồ lên đi. Bởi coi, nhìn thấy người ta đẹp rồi bà tự coi lại mình. Nhìn bà thấy ghê hả? Mời chị ngồi chơi chị. Ngồi đi. Mời chị ngồi chơi đi. Cái tính bà rộn rãng vậy, không phải bà khùng đâu. Bà điên thôi chứ bà không khùng. Dạ, chị. Tính bà vậy á, cho bà bình thường. Dạ, chị biết không, em là vợ ảnh. Nói chung em cái gì em cũng được hết. Nhanh nhẹn nè, thông minh, lanh lợi. Cái gì em cũng có hết. Mà cái sắc đẹp cũng có rồi. Chị đừng có nói vậy. Phụ nữ mà nó ai cũng có. Là ông Phu là mình phải biết làm đẹp cái thân thôi. Hồi đó tôi cũng có mua mấy cây son về cho bà rồi. Bà đánh hai bữa hết hả? Môi giống miếng thịt bò, đánh vô hai lần, cây son gãy hết. Không có đâu, anh Tư hôm nay giỡn nha. Hồi nhỏ tới lớn giờ là tụi tôi ở chung với nhau thì tôi biết. Hả cái gì? Ở chung với nhau nữa hả? Ủa cô ở chung nữa hả? Ừ, ở chung với nhau, dạ. Ủa, ở chung ở chung sao? Dạ, ở chung xóm. Ở chung xóm với nhau á chị. À, chung xóm hả? Vậy chung xóm không có. Cứ ngồi chơi đi không sao đâu, bà không có cắn đâu mà sợ. Dạ cũng không có nói dối gì chị, thì nói chung từ nhỏ tới lớn giờ em với lại anh Tư này là bạn thân với nhau, thì nói chung là cũng là mối tình đầu của em. Hả? Dạ. Cái gì nữa? Bây giờ tôi cũng ở như vậy, tôi đợi ảnh đó. Trời ơi! Trời, cái gì vậy? Đúng! Không có gì đâu. Cái gì vậy? Chị sao? Qua đây đi. Nói chung là cái chuyện đó là quá khứ rồi. Bây giờ là tôi có vợ với là hai đứa con. Dạ dạ. Trời dạ. Ơi, mấy đứa con tôi dễ thương lắm. Dạ, đứa nào cũng học giỏi hết trơn á. Dạ học giỏi. Trời, chồng tôi làm cực khổ vậy mà được cái con cái tôi phải chăm học. Là hai đứa nhỏ đâu hả anh chị? Học ơi. Dạ, học tụi tôi mất bậc vậy chứ, đứa học bác sĩ, đứa học luật sư luôn đó. Giỏi vậy đó. Hai đứa nào học giỏi lắm. Thank you.
con tôi đó. Con mất 35 vậy chứ con tụi em nó đẹp không? Còn răng 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 luôn vậy. Hai ba. Hai ba. À, đây là cô Sáu Nhung, bạn của ba. Dạ, chào cô Súng Dao. À, sao Sáu Nhung? À, sao mặt rồi? Đâu có thua gì những đứa mà trẻ chơi trên thành phố đâu anh. Dạ, chị nghĩ đi. Hy sinh đời cha mẹ cũng cố đời con, cho tụi em mất bọc cả đời rồi. Còn hồi tao mặt như con ma vậy á. Nói đời con mình phải đầu tư nó như hết bo hết gơ chứ, đúng không? Nói gì thì nói, tụi nó đi học mà. Cũng phải cho nó đỡ mày đỡ mặt với bạn bè nó. Miễn sao nó ngoan là được. Tụi con tôi ngoan lắm. Dạ con kêu ba má con bận như vậy đưa má nói thôi lớn tuổi rồi mặc gì hết. Đúng rồi. Dạ, mà con kêu ba má con mặc về rồi con có mua đồ cho ba má mặc không? Dạ. Tại ba má không tiết kiệm. Vậy là con hỏi tụi con ở trên Sài Gòn tụi con học trường ở đâu? Y dạ tụi con này học y nè, hôm nay học luật. Học trường y mà trường nào con học được trường luật hay trường nào con? À dạ con học đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh. Đúng rồi. Con học trường luật ở trường nào? Con học trường luật trường luật. Trường luật đó là cái trường đại học luật mà tên lệ ta gọi là trường đại học luật lệ. Con học đại lắm. Mà cái trường học luật đó, nó nằm ở đường nào ta? Trường luật đó là nó nằm ngay. Cô hỏi dùng danh sẽ có nhớ được. Từ từ giờ học nhiều quá. Bây giờ luật ra nhiều quá, luật giao thông luật gì ra nhiều quá. Không con đừng nhớ nữa, để con tập trung việc học đi. À, sẵn đây về gặp ba má xin tiền đóng tiền học rồi má. Cho con xin mỗi đứa thêm 1 triệu đó hả con? Dạ. Con. Trời ơi. Mấy tuần rồi đó là ba đưa tiền con đóng rồi mà sao bây giờ mỗi đứa 1 triệu nữa dữ vậy? Thôi đưa cho nó đi ông ơi, mình mất bọc 3 tháng mới được 1 triệu đưa nó đi. Bữa giờ không phải vậy, thì chứ con đóng cái môn kia, bây giờ con đóng được một cái môn nữa là mổ nội tạng. À bây giờ nó học tới cái mổ nội tạng rồi. Cái mổ nội tạng hả? Lấy tiền đi lấy tiền. Để cho tôi có một cái niềm vui thôi anh Tư. À không có đâu bay. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Em muốn nói
cho gia đình mình không có được để kiếm gì hết. Vậy chị làm sao? Để đây là chị nói chị thương yêu chồng tôi rồi đó, chị giả bộ chị nói con tôi luôn rồi đó, rồi chị đến đây. Cô sao? Cô nói cái gì á? Tôi cảm ơn cô cái đó. Nhưng cô nói về con tôi á là tôi không có đồng ý. Bởi vì tôi biết nó siêng năng học hành. Bây giờ bằng chứng đâu? Tôi biết cái tấm của anh. Nếu tôi tới đây mà nói không có bằng chứng thì anh không tin. Thì đây, đây là bằng chứng đây. Đây là bằng chứng đây. Không, cô không có đem hai người, người dân kính, người khùng khùng điên điên lăn lộn rồi có cái bằng chứng. Thì bằng chứng lăn lộn đi cô. Đưa hình đi, đưa hình đi. Ông này tên bằng, ông kia tên chứng, chưa bằng chứng nữa. Im. Đây. Thấy chưa? Hai đứa này tới trường học là chỗ nào ông nhìn kỹ đi. Có trường học nào mà đêm chối sáng vậy không? Do vũ trường nó nhảy nhót, nó uống rượu, nó đập kè, rồi nó hút thuốc, rồi xong nó dắt đi khách sạn. Nó đập đá nữa, nó đủ thuốc đá. Đập đá rồi lại. Đây. Ủa cái đèn thấy mờ, sao cái người cũng giống như má nhạc. Đây, mở ra cho con thấy không mày. Đó. Ba, có đâu cái này người ta làm photoshop bây giờ hiện đại lắm, người ta chỉnh hình nữa. Người ta cắt cái mặt con bỏ vô miệng. Cô hư lãnh đâu mà bỏ tiền đó. Ô, photoshop. Nè, đây nè, tốt, cứ nhìn đi. Có đứa nào lên trường học, có đứa nào học bác sĩ mà cái quần nó rách vậy không? Có nào học luật mà mặc đồ giang hồ vậy không? Nè, có thể cái gia đình tan nát hết rồi. Tan nát hết rồi. Quan trọng nó vô đây là để nó phá nát mà. Mình phải dựng
cần phải giữ kiếm giữ những gia đình mình lại chứ, thì bớt giữ lại, thì bớt lại rồi thì mặc đồ đàng hoàng lại, rồi thì đánh son lại lên chút chút cũng được. Bà cũng muốn làm nhưng mà bà sợ bà làm quá bà thành á hậu cho nên là thôi. Bảo có thử gì để chơi, chặt cái đầu quá trắng vô đầu bà. Trời ơi, thử trong nội. Thằng ơi, bởi tôi nói mày dữ lầm mà. Cho tôi nói chuyện hiền tới đi. Thôi được rồi, bây giờ đó, tụi con, vì thương ba má, mày đáng cố gắng học hành. Mày không biết rồi, lỗi đây cũng là lỗi của ba má. Dạ. Cứ đưa tiền cho tụi con đi học, mà không quan tâm của con mình nhiều. Từ nay tôi đi á, ba sẽ quan tâm tụi con nhiều hơn. Rồi tụi nó nghỉ học thì bốc món dây chai đi. Không mà nó nghỉ nào nghỉ học cũng buồn, cũng chả chả gì. Thầy vô thay đi con. À, biết lỗi rồi mà. Tôi cũng ở đây buôn bán. Nếu có dịp gặp lại. Còn yêu nhau thì về với nhau. Ủa gì đó, đi gặp ai vậy? Cho 100 đô là cũng đưa tiền cho mấy cái này đi hút chết nữa. Cho em. Cảm ơn cô. Cô lo cho gia đình tôi như vậy á là tôi mừng lắm rồi. Để cho tôi biết là tụi nó như thế nào để tôi sửa sai. Cô cứ qua lợi lo công chuyện rồi rảnh rảnh ghé thăm vợ chồng tôi. Tôi hy vọng lần sau cô tới với sự chung sức của con cái tôi, gia đình tôi tốt hơn. Dạ, tôi bây giờ là mẹ. Thôi. Thôi, khổ quá rồi. Nếu mà anh nói vậy thì tôi quá mừng. Dạ. Cảm ơn cô. Thank you, Mom. Okay, không vấn đề.
không có con là có một cái đứa mẹ thằng đầu khác một cái là Phương Mỹ Chi cũng đi ngủ luôn. What the fuck?